Alo, cho Son Grick là quân của bên phía Hà Nội. Còn đây là Mark C của Gunny. Tiểu Bạch Long cầm sang. Vâng, người ta bảo rồi, quá tam ba bận, không có lần thứ ba đâu. Trận chung kết thứ ba thì không bao giờ có chuyện là một quân bình tịt nữa. Sang Mark, bên kia là cho Son Grick. Vâng, liệu Vanelove có quýt luôn không? Khi mà anh không ăn được quả. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thomas.
Alo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại trận đấu khi mà Gunny đang có một bài mà chém bằng được một số dân của game thủ mùa 2, và bây giờ thì anh lọt bài gỗ của game thủ Vanelove. Vậy một cái ruộng và anh Dũng cho một ít gỗ nào để đóng một cái đã xong. Gỗ lẻ thôi. Rồi, Vanelove cũng sẽ thiệt hại dân tương tự Gunny. Vanelove không sóc không lên bánh xe. Đây là bài cho son của game thủ Vanelove. Bây giờ có y rồi, Vanelove chém đi. Vâng, chém hộ tôi. Đây không phải là bài mà cho son khung mà anh đòi lên 4 như hôm trước. Còn Tiểu Bạch Long 28 trên 76 anh đánh cung. Mỹ Đình cầm cho son, à Mỹ Đình cầm Greek. Cũng đang chém đây rồi. Một thế trận mà game thủ Dũng Con vẫn quyết định đánh thẳng cung. Chém rất đông. Gần đi là 28 trên 48. Nâng thử luôn, đúng rồi. Bây giờ thì đâm nhà của Ma C. Và lớp đã có bánh xe sau những tên mà sóc đều chém và không lên bánh xe, thì bây giờ anh đã dừng một và lên bánh xe rồi. Greek đã chạy dần bãi vàng và cho son thì đang vẫn đang ăn hoang trên bản đồ. Tốt rồi, vâng, bãi ăn hoang của ông thủ Văn Lớp đã nằm xuống. Bây giờ những tên quản dân. Greek cũng đã bay mất nhà. Dũng Con tham 28 thôi, nhưng anh có cung R. Sẽ có thể bắn được bãi bo nhỏ. Một cái trận mà anh tự làm khó mình. Có lẽ trận này mà đánh kiểu đánh chém thủ phù có y thì thôi, bên kia thì không có cửa. Gunny đang bị lọt cái khoanh ruộng nhỏ nhỏ. Mỹ Đình cũng chết nhiều dân rồi. Bãi vàng kìa anh Dũng ơi, chú ý bắn bãi vàng của game thủ Mỹ Đình. Kẹt kìa, vé. Xong vé. Vâng, đã cắm y Mỹ Đình. Cậy sân của bánh xe. Tham lai, tham lai bên kia đè kìa.
Đây là 20 của Gunny. Tiểu Long 22. Một thế trận mà bây giờ anh đang bị hai nhà chém chém cho nhung kèn. Cho Son vẫn đang ăn hoang ở trên bản đồ. Một bãi quả. Rất đông những con chém. Lại lộ mất phanh ruộng. 15-44 là tham lai của Gunny. Quá nhiều chém. Một thế trận bây giờ hai nhà bên kia có những con dân có bánh xe và để có thể chạy trên bản đồ hồi lại. Tham lai của Gunny chỉ còn có 12 thôi. Grick đã có y. Còn Tiểu Bạch Long thì sao, anh đã hồi được chưa? Anh còn 16 thôi. Sao trận này anh không chém đi? Anh chém thì có phải là tươi không? Tham lai. Trận này anh chém thì thắng rồi. Nhưng mà vâng, hơi lỗi. Gunny vẫn đang có vâng một khoanh ruộng ở đây. Bốn cái ruộng này ra đều được 2 y. Cho Son nó vẫn đang trâu chém. Một trận đánh sai chiến thuật và thua. Nếu như Dũng còn đánh chém trận này thì bên kia không có cửa luôn. Vậy là tỷ số là 4-3. 4-3 về C. Một trận thi đấu mà Dũng còn quá tự tin. Và anh vâng bị game thủ bên kia cho Son cũng như là Grick chém chết. Đen.